Em Đức Trần Minichi nay review đến các bác con máy khoan cam tự động chuyên khoan ngang, máy hai đầu 6 van. Đầu tiên thì giới thiệu bác, đây là bảng điều khiển, đây là có hai khe cắm USB, màn hình. Thì cái ưu điểm của máy này là khi các bác đã chạy khoan ở trên máy xi rồi thì các bác đưa vào đây. Ở khi các bác đưa vào bàn van này thì ở cái đầu máy này nhé, đầu máy này nó có cái laser cảm biến. Thì khi mà các bác đặt vào thì máy sẽ tự động nó sẽ dọn laser và cảm biến vào để nó khoan chốt cam và chốt gỗ cùng một lúc. Thì 6 chân van này là ở ba cái hành trình làm việc, 2-3 bàn làm việc. Thì các bác, ví dụ các bác đặt máy ở cái vị trí số 3 này là đặt ván. Khi các bác đặt xong thì nó sẽ van. Khi mà van xong ấy thì cái đầu nó sẽ đến này. Thì ở cái đầu này nó có đèn laser nhá và cảm biến nhá. Nó sẽ dọi vào đúng cái lỗ mà các bác đã khoan khi ở trên máy CNC. Là nó sẽ dọi vào đúng cái tâm lỗ đấy. Là để nó chạy khoan ngang. Khoan một lỗ cam ngang và một lỗ chốt. Tức các bác đặt ván nào thôi. Là tự máy nó đặt ván vào và van xong thì tự máy nó sẽ tính cái hành trình. Nó tính cái tâm lỗ để nó khoan vào. Con này bản nhập khẩu nguyên chiếc nhá. Các phần dưới này là phần máy điện, em tháo một cái nắp giữa ra để quay sơ qua cho bác xem. Các linh kiện điện tử ở Đài Loan. Đấy, đây là cái đầu của nó đây. Cái đầu điều khiển bộ gọi là bộ não của máy. Thế còn cái bản nạp hơi. Bản này để các bác sử dụng. Con này thì hôm nay em giao về xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội. 6 cái van này sẽ hành trình các bác di chuyển cự ly mà các bác nó hợp với cái miếng ván các bác đang dùng. Thì nó là hành trình trên 2 thanh trượt quả phim 16 và sợi có đế, lại trượt này em cũng bán rời nhé. Thế còn ở cái đầu này, hành trình trên dây trượt CNC. Đây là dây trượt CNC, đây là bánh răng, đây là băng tải xích. Em nhắc lại là đầu khoan thì chạy trên thanh trượt CNC và thanh trượt bánh răng quay. Máy có hai đầu, thì một đầu sẽ là để khoan chốt cam, một đầu sẽ là để khoan chốt gỗ. Đấy, đây là hệ thống xích tải của máy. Bơm dầu tự động. Con này thì chỉ hợp với bác nào có máy CNC thôi nhá. Bác nào mà không có máy CNC thì dùng con này không được đâu. Các bác mà không có máy CNC thì là phải dùng con bằng cơ. Phần con này thì là nó phải có máy CNC sau khi cắt bán ở CNC rồi nó mới có lỗ. Thế còn đây là thông số của máy. Khi các bác cắt xi xong, cắt bằng xi một đầu hay bốn đầu thì khi ở file của các bác đã lập trình khoan sẵn một cái lỗ rồi thì cái máy này nó chỉ nhiệm vụ khoan ngang thôi nhé, nó không khoan dọc được. Đấy, em giao về xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội.